Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ màn hình của VietTV Network. Đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay cùng với Quang Trương và Phạm Cơ. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan đến ký giả Chris Wallace của Đài Fox. Thưa quý vị, Đài Fox có ký giả Chris Wallace, một tay gạo cội trong vấn đề tin tức hàng ngày. Và ông phụ trách phần tin tức ngày Chủ nhật của Đài Fox. Ông đã làm việc ở trên Đài Fox 17 năm, thưa quý vị. Ông nói rằng là theo những điều kiện khi ông vào làm Đài Fox thì ông có quyền nói bất cứ điều gì ông muốn nói, ông không bắt buộc, Đài Fox không có quyền can dự vào chương trình của ông. Và bây giờ sau 17 năm làm việc, ông cảm thấy rằng là đã đến lúc ông cần phải đi sang một cái nơi khác, đó là ý kiến của ông. Cho nên ông sẽ thôi làm việc từ Chủ nhật tuần vừa rồi đây, ngày hôm qua, để mà quay sang làm việc với CNN, bởi vì ông đã hết hạn hợp đồng với Đài Fox. Đài Fox nói rằng là họ rất tiếc vì quyết định của ông Wallace và họ dĩ nhiên phải tôn trọng quyết định của ông. Hiện nay họ đang tìm người để mà thay thế ông Wallace và giám đốc của các phần tin tức sẽ mỗi người làm việc một tuần vào bản tin Chủ nhật cho đến khi họ tìm được người thay thế ông này. Đây là một trong những tin tức hết sức đặc biệt riêng đối với CNN. CNN không nói rằng là ông Wallace về làm việc gì, chỉ biết rằng đó là một chương trình mới của CNN, gọi là CNN Plus. CNN dĩ nhiên, ông Wallace đã đưa ra những điều kiện với Đài Fox là ông muốn nói gì thì nói, Đài Fox không có quyền can thiệp. Thì điều này cũng có thể sẽ được áp dụng ở CNN, nghĩa là CNN vẫn không có thể can thiệp vào những gì ông Wallace muốn nói. Đó là cái điều mà chúng tôi đoán, bởi vì bản tin không có nói rõ về việc này. Tuy vậy, đây là một cái nhân vật hết sức là gạo cội, cho nên việc thay đổi của họ làm người ta để ý. Bởi vì CNN từ trước đến giờ là vẫn có khuynh hướng là binh vực cho ông Biden, và Đài Fox thì có khuynh hướng là chống ông Biden. Cho nên ông Wallace đã giữ một vị trí cân bằng ở trong Đài Fox bản tin Chủ nhật. Thì giờ đây chắc chắn ông sẽ giữ cái ý định như vậy khi ông về làm CNN, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp cũng có liên quan một chút xíu đến nhân vật cũng là đình đám của CNN. Đó là anh Chris Cuomo. Quý vị cũng còn nhớ anh này đó là em trai của cựu thống đốc của New York, ông Andrew Cuomo. Chris Cuomo vừa mới bị đài CNN sa thải bởi vì đã có những hành động không được làm, không nên làm khi mà cái vụ điều tra, vụ anh trai của ông này đã dính vào cái tội mà tấn công tình dục những nhân viên làm việc của ông Andrew Cuomo. Ông này đã phải từ chức. Thì giờ đây, thưa quý vị, tin cho biết là anh Chris Cuomo ngoài cái vấn đề bị sa thải về vấn đề đó còn đang bị kiện vì cũng có hành vi tấn công tình dục một người khác. Sự việc chưa ngã ngũ, vẫn còn đang được điều tra. Tuy nhiên ngày hôm nay tin cho biết là một nhân vật khác nữa và cũng là một cái người khá là thân thuộc đối với lại anh Chris Cuomo. Anh này có tên là John Giffen. Anh này thì không phải là sứ ngôn viên, anh chỉ làm trong cái bộ phận gọi là producer, tức là sản xuất ra tin tức cho đài CNN, làm việc cho đài trong vòng 8 năm qua và rất thân cận với lại anh Chris Cuomo. Thì anh này cũng đang bị tố cáo có liên quan vấn đề tình dục. Lý do là anh này đã tổ chức ra những cái lớp huấn luyện cho các cái cô gái mới lớn đó, tuổi vừa mới lớn, về một số những cái đề tài, trong đó có vấn đề tình dục. Thì anh cũng đã liên lạc với lại phụ huynh của các em này để mà đề nghị phụ huynh rằng là cho phép con của họ và anh này có những hành động liên quan đến tình dục đó, để anh huấn luyện cho các cô gái này. Thì dĩ nhiên những người cha mẹ đâu có ai đồng ý cái việc này, thì là cuối cùng bị vỡ lở ra. Anh này thì bây giờ đang bị tố cáo cái điều đó, đã lợi dụng để mà dụ dỗ, để mà yêu cầu phụ huynh cho phép anh dạy cái lớp đó. Rồi từ đó anh sẽ có cái cách để mà tiếp cận các cô gái trẻ và có thể là xảy ra những vấn đề mà tình dục đối với các cô này với cái tính cách là huấn luyện về tình dục. Thì mọi việc chắc chắn là tiếp tục sẽ được điều tra. Nhưng mà anh này thì không biết là anh có đủ cái luật sư, những cái lớp luật sư, những cái tổ luật sư để mà chứng minh anh vô tội hay là không, chỉ là những cái bài giảng hay không, thì điều đó còn phải chờ tòa án quyết định, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới anh Mark Meadows, chánh văn phòng cuối cùng của cựu tổng thống Trump. Thưa quý vị, anh này cũng bị liên quan tới cái vụ ngày 6 tháng Giêng. Sau khi Ủy ban điều tra của Quốc hội quyết định rằng họ sẽ điều tra vụ 6 tháng Giêng để xem vụ đó như thế nào,
và tại sao và ai là những người kẻ đứng đằng sau vụ này. Vụ 6 tháng Giêng là một số người ủng hộ ông Trump đã tấn công vào Quốc hội Hoa Kỳ trong ngày đó, gây ra nhiều lộn xộn và giờ đây đang bị điều tra. Thế thì người ta chưa biết vụ đó do ai tổ chức và như thế nào, nhưng những bản tin thì những cái nhân vật chính phủ mà của ông Trump trong ngày đó đều bị gửi trác đòi để ra khai trước tòa. Anh Mark Meadows là chánh văn phòng cuối cùng lúc bấy giờ của cựu tổng thống Trump ở ngay tại đó, và anh đã hứa là sẽ ra tòa, sẽ ra khai trước ủy ban điều tra về cái vụ này. Nhưng mà sau một thời gian thì anh lại nói rằng là ủy ban điều tra đã xâm phạm cái quyền lời hứa với họ của đối với ông ta, tức là ủy ban điều tra hứa là sẽ không có bao giờ cật vấn ông Mark Meadows về những gì liên quan tới đặc quyền của những người đang nắm giữ chức vụ trong chính phủ. Tuy vậy thì cuối cùng họ không giữ lời hứa, cho nên ông này sẽ không ra nữa. Nhưng mà trước đó ông đã nộp một cái hồ sơ đó có 38 trang computer của một cái chương trình gọi là PowerPoint của hãng Microsoft. Chương trình PowerPoint này dài 38 trang và trong đó có lẽ là đã quy định những chi tiết của vụ 6 tháng Giêng. Dĩ nhiên vụ 6 tháng Giêng thì ai cũng biết rồi, và chương trình này thì người ta cũng đã đồn rằng là ai cũng đã biết, nhưng mà không ai đưa ra báo chí và không ai nói về việc này. Giờ đây ông cái vụ này đưa ra và họ nói rằng là cái bức phúc trình 6 tháng Giêng bằng PowerPoint 38 trang này quy định rằng là trong đó đó ghi rõ ràng là ngày đó ông Trump sẽ ra tuyên cáo rằng là chính phủ lâm nguy và đang bị Trung Cộng chi phối và ra lệnh hủy bỏ tất cả các cái cuộc bầu cử, kêu là nếu cuộc bầu cử đó diễn ra bằng những cái phiếu bằng thư hoặc là những cái phiếu bầu trước thì không được xét, chỉ xét những người đi bầu trong ngày đó mà thôi. Và đồng thời ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên đất nước. Và lúc bây giờ trong ngày 6 tháng Giêng, ông Mike Pence sẽ đưa ra một cái trong khi ông xác nhận cái bản phúc trình về vấn đề cuộc bầu cử ngày 3 ngày cuối cùng và cái họ kết luận của ủy ban bầu cử, thì ông sẽ phủ nhận kết luận đó, và sẽ khi phủ nhận kết luận đó thì dĩ nhiên kết quả bầu cử không có và ông Trump sẽ trở lại nắm chính quyền. Nội dung như vậy trong ngày 6 tháng Giêng, nhưng mà sau đó thì cái nội dung đó không được thi hành và những người biểu tình đã ủng hộ ông Trump đã tràn vào Quốc hội trong ngày 6 tháng Giêng, trong khi ông Pence thừa nhận rằng là ông đã rất là lúng túng và ông chưa có quyết định được, thì dân chúng đã tràn vào Quốc hội, cho nên cái buổi lễ đó phải hoãn lại qua một cái ngày khác. Và cuối cùng thì ông Pence cũng theo luật của Quốc hội và thừa nhận kết quả cuộc bầu cử là ông Biden đắc cử. Đó là nội dung ngày 6 tháng Giêng, và giờ đây ngày 6 tháng Giêng đang chịu cuộc điều tra, và đó là tình hình mới nhất về cái việc này, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp liên quan tới California. Thì thưa quý vị, được biết California là một trong những tiểu bang mà tiêu thụ thịt rất là nhiều ở tại nước Mỹ này. Cho nên là ở tại California có rất nhiều những cái trại mà nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà để mà cung cấp thịt cho người dân ở tại địa phương, cũng như là có thể là sẽ xuất cảng ra những cái nơi khác nữa, vân vân. Thì giới chức ở tại California họ đã đưa ra một quy định mới là sắp sửa được thực hiện để mà áp dụng cái luật mới này. Đó là đối với là những cái nông trại đó mà nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò vân vân, thì trước khi mà giết thịt nó đó thì phải nuôi nó trong một cái môi trường rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Thay vì giống như bây giờ, thí dụ như là một con heo mà bây giờ đó họ nuôi làm sao mà con heo chỉ có thể đứng một chỗ thôi, tới giờ đổ thức ăn thì nó sẽ đứng lên và nó ăn, rồi ăn xong rồi nằm tại chỗ để mà ngủ, rồi cứ thế mà làm như vậy thì con heo nó lớn rất là nhanh, nó không cần phải hoạt động cơ thể, nó không có tiêu hao gì hết. Thành ra là cách nuôi lấy thịt của những cái trại chăn nuôi heo cũng như là bò, gà đó, thì họ nhốt trong cái chuồng rất là chật chội, đầy ngạt, tại vì đất đai thì nó hiếm, mà họ nuôi như vậy đó thì mới có thể gặt hái được nhiều cái lợi nhuận hơn. Tuy nhiên đối với những nhà bảo vệ động vật thì họ cho rằng là đây là một cái hành động quá là ngược đãi, quá là gian ác đối với động vật. Mình đã dùng thịt của nó, mình đã dùng trứng của nó rồi, nhưng mà trước khi nó chết, nó phải sống trong cái hoàn cảnh rất là chật chội, gò o ép như vậy, không có được tự do đi tới đi lui. Thành ra cái luật mới này bắt buộc những cái trại chăn nuôi là phải nuôi làm sao cái mức độ, cái khuôn viên nó phải rộng đủ
cho từng con gà, từng con heo, từng con bò, chứ không phải là giống như trước đây. Chẳng hạn như là nếu mà nuôi heo đó, thì bây giờ đó, một cái không gian rộng đủ để cho một con heo sinh sống, họ đưa ra luôn cái con số đó là 24 square feet. Như vậy thì tính ra là khoảng chừng 2.23 square meters, tức là 2 thước vuông hơn chút xíu, để cho một con heo có thể nó đứng, rồi nó đi vòng vòng, nó đi rồi mệt, nó nằm, nó nghỉ vân vân, thì vậy mới là đạt cái tiêu chuẩn của nó. Như vậy thì sắp sửa được đưa vào quy định này, thì giờ đây những cái nhà sản xuất này có thể là họ thấy rằng là rất là khó làm, tại vì mỗi một cái chuồng trại mà làm thực hiện đúng như là những gì mà cái luật đưa ra đó, thì họ sẽ phải tốn kém thêm là khoảng chừng 15% tất cả những số tiền mà họ phải bỏ ra để mà xây chuồng trại, rồi cái số lượng của heo, của bò nó ít hơn cái số lượng mà phải chen chân như vậy thì nó sẽ được nhiều hơn, thì đại khái là họ sẽ tốn kém rất là nhiều trong vấn đề mà thực hiện cái điều này. Không biết là họ sẽ đưa ra, họ là kiện thưa thì thắng, ai thắng sẽ chờ cái thời gian sắp tới, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới ông Trump và ông Bill O'Reilly. Thưa quý vị, ông Trump là cựu tổng thống Hoa Kỳ. Ông Bill O'Reilly là cựu giám đốc của một cái tổ chức truyền thông, nhưng mà ông này đã thôi không làm truyền thông nữa, và bây giờ ông quay ra đi làm ủng hộ cho ông Trump. Thế thì ông Bill O'Reilly và ông Trump sẽ tổ chức một cái cuộc kêu là đi công giờ đi diễn thuyết khắp nơi ở tại nước Mỹ, ở những cái tiểu bang nào mà ủng hộ ông Trump, để có thể thứ nhất là gây quỹ, và thứ hai ông Trump có thể dùng cái số tiền gây quỹ đó để ông có thể, nếu được, ông sẽ ra ứng cử trong năm 2024. Đó là những cái tin tức trong cái nhiệm kỳ tới. Tuy vậy thì cuộc đi du lịch đầu tiên và để gây quỹ đó thì nó sẽ diễn ra 2 tuần liên tiếp ở tiểu bang Florida, và sau đó 2 tuần kế là tiểu bang Dallas, theo như cái chương trình đầu tiên. Thì đối với cái chương trình đầu tiên là đi, thì ông Bill O'Reilly và ông Trump sẽ đi đến một cái nơi là thành phố Sunrise của tiểu bang Florida vào chủ nhật vừa rồi, tức là ngày hôm qua, để mà ngày thứ bảy, tức ngày hôm qua tuần trước, để mà có thể gây quỹ. Tuy vậy thì trong buổi nói chuyện đầu tiên tại Sunrise đã không bán được hết vé, nhất là những cái vé VIP và vé ủng hộ cao giá, tức là chương trình dĩ nhiên có nhiều loại vé, vé 100 đồng là thường nhất do tất cả mọi người, và vé ủng hộ cao giá hơn cũng như vé VIP thì cao giá hơn, thì hai cái vé này không có được bán nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng là cái số người mà có tiền ủng hộ ông Trump đã ít đi, tuy nhiên quần chúng vẫn ủng hộ ông Trump rất lớn, bởi vì vé 100 rất là đông người. Đó là những cái gì mà người ta đang thấy trong buổi nói chuyện đầu tiên. Người ta sẽ xem tuần tới ông Trump và ông Bill O'Reilly sẽ làm gì ở thành phố Orlando và coi vé bán như thế nào. Rồi sau đó hai người này sẽ đến thành phố Houston, và trong cái thứ bảy tới đó, tuần thứ ba và tuần thứ tư thì họ sẽ đến Dallas trong cái thứ bảy, tuần thứ tư. Thế đó là cái chương trình mới nhất, và người ta đang xem thử rằng là kết quả cuộc nói chuyện để mà kiếm tiền này nó sẽ đi về đâu, thì còn tùy theo cái số vé bán người ta sẽ xem, thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Tiếp theo là những bản tin liên quan tới Việt Nam. Mở đầu đó là những bản tin cho biết là hàng triệu những cái tấn hàng đúng ra là sẽ được xuất cảng và chuyển sang bên Trung Cộng. Thì giờ đây Trung Cộng ra lệnh chặn lại ngay cái biên giới ở tại Lạng Sơn, khiến cho người dân ở tại đây rất là lao đao. Được biết đây là cái cách chơi của Trung Cộng về vấn đề cán cân của thương mại. Được biết là trong thời gian vừa qua đó thì Trung Cộng đã cho xuất cảng sang Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà những hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang Trung Cộng thì đã bị rất nhiều lý do xung quanh cái vấn đề đại dịch để có thể ngăn chặn. Thành ra hiện bây giờ ngay tại cái cửa khẩu biên giới ở tại Lạng Sơn thì ít nhất có 4.000 chiếc xe, gọi là cái loại xe tải lớn đó, đã đang xếp hàng đậu ở tại đây. Parking để mà đậu xe coi như là bị chật kín luôn, tại vì 4.000 chiếc nó rất là nhiều. Lý do là tại vì bên phía của Trung Cộng không cho nhập hàng vô. Lý do là tại vì có rất nhiều những cái trường hợp mà họ cho rằng là nghi ngờ bị dịch, thành ra là họ phải kiểm tra, họ phải đóng cửa, họ phải niêm phong lại những cái vùng, những cái nơi mà nhận những cái món hàng này từ bên phía Việt Nam đưa qua. Và ngoài ra thì những cái lệnh mới được áp đặt đối với lại bên phía Trung Cộng đó, tức là họ ngưng không có cho nhập cảng vào, từ tại vì thời gian cận Tết rồi,
họ sợ rằng là cái tình trạng lây nhiễm nó gia tăng, thành ra họ sẽ đưa ra những cái biện pháp khắt khe hơn để mà nhận cái hàng nhập cảng vô. Thì đây là cái điều mà giới khiến cho giới chức địa phương, và nhất là ở tại Lạng Sơn đó, họ cảm thấy không thể nào chấp thuận được với những cái điều kiện mà Trung Cộng đưa ra, cũng như là những cái quyết định đơn phương mà phía Trung Cộng quyết định nhằm để ngăn chặn những cái hàng hóa mà Hoa Kỳ, mà Việt Nam muốn nhập cảng qua, những cái loại như là trái cây, rau củ quả, thí dụ như vậy. Thì bây giờ nếu mà cứ tiếp tục đậu ở tại cái vùng biên giới này thì trong vòng vài ngày tới nó sẽ bị hư. Thành ra là nhiều chủ nhà, chủ của những cái công ty mà xuất cảng hàng hóa sang cho bên phía Trung Cộng đó, họ cũng đã tìm cách để cho thối lui những cái xe mà chở những cái hàng mà dễ bị hư hỏng. Chứ còn bây giờ tiếp tục đậu ở đây thì hư hỏng, thì đây là cái điều mà người ta cho rằng là Trung Cộng đang chơi xấu Việt Nam trong vấn đề mà nhập cảng hàng hóa. Để rồi Việt Nam sẽ phải lãnh nhận những cái điều mà như là hàng hóa bị hư hại cũng như chuyến xe phải thối lui trở lại, sẽ không có được thuận tiện trong vấn đề nhập cảng hàng hóa của Việt Nam sang Trung Cộng, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kể cổ từ Việt Nam là một bản tin liên quan tới Hà Nội, thưa quý vị. Và dịch Covid-19, ai cũng biết rằng Việt Nam lao đao trong 4 tháng, 5 tháng vừa qua về vấn đề Covid-19. Hà Nội và Sài Gòn đã bị cách ly trong vòng 4 tuần liên tiếp. Nhưng mà sau đó không, người ta không thể cách ly mãi được, họ phải mở cửa để cho lưu thông trở lại. Và giờ đây họ sống với một cái tình hình người ta gọi là bình thường mới. Bình thường mới có nghĩa là giải tỏa cách ly, nhưng mà vẫn còn Covid và Covid vẫn còn đó. Ở Sài Gòn thì tương đối dịch Covid đã tương đối gọi là êm đẹp, số bệnh còn và thỉnh thoảng vẫn có, nhưng mà không đến nỗi bộc phát nhiều như là Hà Nội. Bản tin ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội cho biết rằng là toàn thể nước Việt Nam đã có trên 14.000 trường hợp Covid-19 mới. Và Hà Nội lập kỷ lục về cái số trường hợp mới bị lây nhiễm. Đây là một trường hợp hết sức là quan trọng, bởi vì Hà Nội có 980 trường hợp, là số trường hợp dương tính cao nhất từ trước đến nay của thủ đô. Như vậy thì những biện pháp của họ từ xưa đến giờ cách ly tỏ vẻ ra là không hiệu quả ở Hà Nội, nhưng mà báo chí vẫn giấu nhèm. Nhưng mà đến bây giờ đây thì con số này cho thấy một con số đích xác rõ ràng, và họ không thể nào chối cãi được rằng Hà Nội vẫn đang còn bệnh dịch. Và vì vậy cho nên nhiều trường học cho học sinh đi học lại đã phải tiếp tục, học sinh đi học lại một ngày thì lại phải rút lui để mà đóng cửa, chỉ vì người ta sợ lây lan của Covid-19. Nghĩa là hiện nay trong tình hình kêu là mới thì Covid vẫn đang còn ở tại Hà Nội, và đây là cái mức cao nhất từ trước đến nay về vấn đề lây nhiễm Covid tại Hà Nội, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Đài Việt TV Network. Xin kính chào.